Chào mừng các bạn đã đến với kênh PVZ2MK. Các bạn hãy đăng ký kênh PVZ2MK để có thể theo dõi được nhiều video trên kênh của mình hàng ngày nhé. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Arena tuần mới nhất rồi các bạn nhá. Tuần thứ 314. Tuần 314 này thì chúng ta mở đầu bằng chiến thuật của bạn Huy Trần Thái Vinh sử dụng Pivai, Wasabi, Meteor Flower, Inferno, Peppermint và con Sinvai. Tuần này thì chúng ta sẽ phải đối đầu với các loại zombie ở map băng hà và có cả gió lạnh nữa, nên các plan chúng ta sẽ rất dễ bị đóng băng ở trong tuần này. Chính vì vậy nên các bạn sẽ cần phải sử dụng các plan không bị đóng băng, ví dụ như là các plan hệ lửa hoặc các plan hệ băng thì cũng đa số là sẽ không bị đóng băng. Như ở trong trận đấu này thì chúng ta chơi con vai lửa này, con hoa sao băng này, con wasabi, đều Inferno nữa, đều là những plan không bị đóng băng. Và là phút trong tuần này được cung cấp cũng có rất là nhiều luôn, bởi vì mộ nó mọc lên. Đấy, mộ mọc lên chúng ta phá mộ là có Blackfoot ngay. Tất cả Blackfoot mình sẽ sử dụng cho cái con hoa sa băng ăn Blackfoot này. Đấy, nó sẽ cho một đống mưa thiên thạch xuống, dã xuống đầu con zombie cho nó chết cháy luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ trồng 1 đến 2 hàng Inferno. Inferno sẽ tạo ra lúc xoáy lửa, có khả năng là cuốn zombie vào đó và đẩy lùi zombie phía sau, đồng thời gây sát thương nữa, đốt cháy zombie. Wasabi thì có vẻ như là cũng không có nhiều tác dụng lắm, bởi vì chúng ta trồng giữa sân như thế kia thì bọn zombie nó rất khó đi lên được để wasabi tấn công, chủ yếu là phá mộ thôi. Phía trên kia chúng ta bị vướng cái hàng rào với khuẩn đủ xanh, có cả ngón tay chỉ đường nữa nên chúng ta không thể trồng cây được vào đấy. Đấy, thỉnh thoảng ném IP lên nghĩa là sẽ bị wasabi nó quay đầu lại, nó vụt ngay. Wasabi là đang đánh cả đằng trước, đánh cả đằng sau, rất là lợi hại. Nào, bọn zombie đi ra hết đây. Gan ngà tua kìa, lại ném IP à, IP lên cái là ném chết ngay, là vụt chết ngay. Tuần này thì chúng ta có điểm số không cao rồi, đánh hết giờ rồi mà được có chưa đổi 2 triệu kìa. Nào, xem được bao nhiêu triệu điểm nào. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và chúng ta kết thúc trận đấu với điểm số là 1.815.000. Không biết đây điểm số là cao hay thấp nữa, có 1.8 triệu thôi. Tuần trước chúng ta còn kiếm được hẳn đến 6 triệu điểm cơ mà. Chiến thuật thứ hai trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chiến thuật của bạn Phúc sử dụng plan đó là đậu băng, đấm băng, hoa mặt trời cổ đại, min băng và IMP. Chiến thuật này thì chúng ta sẽ có con đấm băng, đậu băng và Meteor Flower, cũng như là con vai lửa là sẽ không thể đóng băng được. Con đấm băng trong trận đấu này cũng vẻ cũng không có nhiều tác dụng. Chúng ta trồng phía trên, mộ nó mọc lên cái nó đẩy hết về phía dưới rồi. Hiện do Thế Bình đang phát triển thêm hai kênh về tin tức thời tiết, đó là kênh MK Thời Tiết và kênh Thời Tiết 365. Link của kênh MK Thời Tiết và kênh Thời Tiết 365 mình để ở trong phần mô tả của video. Các bạn hãy qua cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình. Nào, liên tục phun lửa đốt cháy chúng nó đi. Và 5 phút thì mình sẽ sử dụng vào IMPP các bạn nhá. Zombie cứ ra đông cái là chúng ta sẽ cho IMP ăn phần phút, cho nó biến vào zombie thành IMP xì hơi và sau đó là rụng đầu chết. Đậu băng thì sẽ bắn cho những bọn zombie chắc chắn là sẽ không thể đi lên được rồi. Đấy, bắn cho zombie bị lạnh đi rất chậm luôn, nếu còn zombie nào mà không phải zombie map băng hà là còn đóng băng bởi đậu băng nữa cơ. Tuy nhiên không biết điểm số trận này có được cao điểm như trận trước hay không đây. Trận trước chúng ta là có 1.8 triệu mà thôi. Trận này về chúng ta mới lên được có 900.000 mà qua hơn 2 phút rồi. Đối thủ cũng đang bám rất sát chúng ta, điểm số đối thủ cũng điểm số tăng khá là chậm nhưng mà rất là sát, thì cách chúng ta có vài chục nghìn điểm mà thôi. Hoàn toàn có thể bị đối thủ san lấp bất kỳ lúc nào. Ok, bây giờ chúng ta đã tạo ra một khoảng cách 100.000 thôi đối thủ rồi. Thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, có lẽ là đối thủ sẽ không đuổi kịp, không đuổi. Ôi, đối thủ cần đuổi kịp rồi kia, đối thủ chỉ cách mình có 20.000 mà thôi. Cố lên nào, bao nhiêu con hút chưa hết đi, bao nhiêu con hút chưa hết. Và chúng ta kết thúc trận đấu với điểm số là bao nhiêu, 1.404.000. ôi, đối thủ 1.337, chênh nhau có hơn 60.000 điểm mà thôi, rất căng thẳng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Pinata Party trong ngày hôm nay. Pinata Party trong hôm nay thì chúng ta sẽ được chơi các plan đó là con Squad này, con ốc chó nổ này, à quên, con ốc chó thường, vua nút. Thêm chơi con gì nữa không? Ồ, chúng ta cứ có, à may quá có Kenepool.
Cannonball chúng ta cứ để cho nó ném chết bọn zombie đi. Đấy, chúng ta Cannonball cứ ném được bơ vào bọn zombie nữa. Con mũ đỏ kia cho squad dầm chết vậy. Có con zombie hàng dưới cùng kia là có Parafoot kìa. Tiêu diệt nó là có Parafoot chơi nhá. Mấy bọn zombie yếu yếu này như IMP là bọn zombie không đội xô đội chum gì thì chúng ta cho Cannonball tiêu diệt là đủ rồi. Hai cái Parafoot rồi. Lát nữa thì mình sẽ dùng Parafoot sau. Đông zombie quá thì cho Parafoot vào Cannonball cho ném bơ khắp mặt sân luôn. À, còn chỗ nào mà zombie trâu thì chúng ta sẽ sử dụng squat đè cho nó chết. Squat thì rất khỏe rồi, đè phát chết ngay. Ồ, có một con squat ít thế nhở. Chúng ta có được hơn một hàng Cannonball rồi. Cứ sử dụng óc chó ra để cản đường một zombie đã. Cho zombie nó đứng khoảng 2 đến 3 zombie vào cùng một ô càng nhiều càng tốt. Sau đó chúng ta dùng squat rộng phát thì sẽ tiêu diệt được một đống zombie một lúc luôn, chứ không phải tiêu diệt lẻ tẻ từng thằng nữa. Chứ tiêu diệt từng thằng zombie một thì squat trồng bao nhiêu cho đủ. Bây giờ đây rồi, hàng giữa 3 con cùng chết. Đấy, 3 con cùng chết. Squat rộng xong cái là biến mất ngay. Chỗ nào mà ít zombie quá thì cho Cannonball nó ném chết được. Ôi đông zombie kìa. Hàng giữa, mấy hàng dưới luôn, cả hàng trên cùng nữa. Một lúc tiêu diệt 4 đến 5 zombie một lúc. Úi xồi ôi. Tiếp tục hai hàng dưới cùng nữa. Hai hàng dưới cùng toàn con đeo cục sắt trước người thôi. Mấy con đeo cục sắt này thì máu rất trâu. Rồi chờ nó đi vào đã, chờ đi vào một chỗ đã, chờ đi nốt vào. Rồi bây giờ dậm hàng trên trước đã. Rồi bây giờ dậm hàng dưới. Ôi trời ơi, lãn mất con óc chó rồi. Còn hàng dưới cùng nữa kìa. Hàng dưới cùng chờ lúc con đội chu mới đi vào dậm một thể. Ôi trời, cho Ken cu em 5 phút. Nào dậm này. Ôi trời, vẫn còn con đeo cục sắt ở người. Chưa cho nó đi vào cùng một ô, phải cho nó đi vào cùng một ô cơ. Dậm phát chết hết cả lũ. Sở quát thì không có nhiều đâu. Bây giờ bắt đầu zombie ra ao ạt ra đông rồi này. Ấy, dậm một phát chết một lúc 3 con đội xô, phải nói là quá chất lượng luôn. Hàng giữa rất đông. Cho nó dồn vào đây. Hàng dưới cùng nữa, ui. Xử lý hàng dưới cùng trước cái nào. Xử lý hàng dưới cùng trước, ok. Bây giờ là hàng trên. Ui rồi, dậm con IP. Cho ăn Parafoot Cannonball cái đã. Đây rồi, squat đây rồi, cho squat ăn Parafoot nhá. Dậm này, dậm tiếp. Một dậm nữa này. Ô, ăn Parafoot của squat dậm được có 2 lần thôi. Đúng là level 1 có khác. Level 1 ăn Parafoot dậm được có 2 lần. Bây giờ chúng ta vẫn còn 2 lần Parafoot nữa, cho ăn hết đi. Chắc chắn là sẽ dậm hết thôi. Và đây cũng sẽ là chiến thuật cũng như phần chơi cuối cùng trong video ngày hôm nay mình gửi tới dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành trên các kênh PVZ2MK, kênh MK Thời Tiết và Thời Tiết 365 của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.